Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 12. Tào Cha Lý nhìn Đinh Hương một cái, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Nhóc thối, tao xem mày có bao nhiêu bản lĩnh. Nói xong, liền vung tay, đẩy ra một làn mây đen. Mày dám? Vạn Sơn Lâm vẫn luôn nhìn chằm chằm hành động của Tào Cha Lý, liền quát lớn một tiếng, giơ tay đánh ra một điểm ngân hoa. Ngân hoa đánh vào trong mây đen liền nổ tung, rực rỡ như pháo hoa. Lốp ba lốp bốp, ngân hoa hạ màn, mây đen cũng rơi xuống đất. Thì ra là cổ trùng chết khắp đất. Hừ, họ Vạn kia, ông thực sự muốn đối đầu với tôi hả? Tào Cha Lý tức giận nói, ông không sợ ngày nào đó, cậu của tôi làm đầu rồng của Hồng Môn hả? Vạn Sơn Lâm cười lớn ha ha, Hồng Môn tao từ xưa thay trời hành đạo, Giang Long Huy là người chèo lái của Hồng Môn Nam Dương, lại dám đi ngược lại lời dạy của tổ tiên, câu kết với tà môn ngoại đạo các người, còn muốn làm đầu rồng của Hồng Môn, đúng là si tâm vọng tưởng. Tào Cha Lý cười lạnh lùng nói, vậy thì cứ đợi mà xem đi, Vạn Thời Quân làm đầu rồng nhiều năm như vậy, chưa thấy ông ta khiến Hồng Môn lớn mạnh, sớm nên nhường vị rồi. Vạn Sơn Lâm, các ông đã hết thời rồi, còn muốn thay trời hành đạo, hôm nay cho ông thấy, thế nào là đạo. Nói xong, gã ta giật mặt dây chuyền treo trước ngực ném xuống đất. Sau đó hai tay bấm quyết, miệng niệm đọc. Mặt dây chuyền đột nhiên có động tĩnh, hóa thành nhân ngẫu to bằng nắm đấm, nằm dưới đất, nhúc nhích, giống như còn là thai nhi trong bụng mẹ. Sao nhân ngẫu, búp bê đồ chơi hình người? Cổ Mạn Đồng. Vạn Sơn Lâm cau mày. Cổ Mạn Đồng là tà vật của đại sư Giáng Đầu Nam Dương luyện hóa từ trẻ sơ sinh, cũng là một loại Giáng Đầu đặc biệt. Mày lại đưa tà vật như này vào Hoa Hạ, không sợ bị tiên môn diệt trừ sao? Ha ha ha, Tào Cha Lý cười lớn, tiên môn diệt trừ. Ông gọi người của tiên môn đến đi, ở đây chỉ có một Vạn Sơn Lâm của Hồng Môn là ông. Tôi giết ông, ai biết trên người tôi mang theo cổ Mạn Đồng. Hơn nữa, ông nhìn cho kỹ, đây là cổ Mạn Đồng hả? Chỉ thấy lúc này nhân ngẫu trẻ con dưới đất lại to lên mấy phần, biến thành to như trẻ sơ sinh thật. Trên người trẻ sơ sinh này, từ đầu đến chân, đều là màu vàng, giống như bôi một lớp bột vàng. Kim cổ Mạn Đồng, Vạn Sơn Lâm kinh hãi, sao mày lại có thứ này? Ông cũng biết kim cổ Mạn Đồng, còn không mau chịu hàng đi, Tào Cha Lý cười lạnh lùng, ngoan ngoãn theo tôi đến Nam Dương, gặp cậu của tôi, ông ấy rất từ bi, nói không chừng sẽ tha cho ông, còn thưởng cho ông làm hộ pháp Hồng Môn, phân đà chủ gì đó đấy. Nói láo, Vạn Sơn Lâm nổi giận, đừng hòng. Vậy ông chỉ có thể chết ở đây thôi, Tào Cha Lý niệm thủ quyết, hét nói, thánh kim đồng tử, giết ông ta cho tôi. Chỉ thấy cổ Mạn Đồng đó từng bước đi về phía Vạn Sơn Lâm loạng choạng như trẻ em tập đi. Vạn Sơn Lâm vô cùng căng thẳng, quay người nói với Cao Tử Hạng, ông Cao, ông mau đi đi, tôi ở đây ngăn hắn. Cao Tử Hạng nói, ông Vạn, tôi không thể để một mình ông ở đây. Mau đi đi, còn không đi thì không kịp đâu, Vạn Sơn Lâm lo lắng. Cao Tử Hạng do dự một lúc, nói, được, ông cẩn thận đấy, tôi đi tìm người. Ông ta vừa định đi, bỗng nghe Tào Cha Lý nói, muốn đi, không dễ vậy đâu. Những người ở đây hôm nay, không ai được đi, tôi muốn cho người ở cả sân bay này chôn cùng các người. Thánh Kim Đồng Tử, giết, Tào Cha Lý chỉ thủ quyết về phía trước. Chỉ thấy toàn thân kim cổ Mạn Đồng đó phát ra ánh vàng, cùng với ánh sáng vàng lóe lên. Có thể thấy trên người nó viết đầy chi chít lời nguyền, một sáng một tối, đúng là giống như kim Phật tử giáng xuống. Người bình thường nhìn thấy, còn tưởng là Phật đà chuyển thế đấy. Lời nguyền đó, ẩn chứa sức mạnh thần bí nào đó. Dưới ánh sáng vàng, lại có sát khí dày đặc bao trùm. Sát khí cùng với ánh sáng vàng tràn ngập tỏa ra khắp cả phòng VIP. Cẩn thận! Vạn Sơn Lâm kêu lên một tiếng, lấy ra một miếng ngọc thạch, bóp vỡ. Hóa thành một ánh sáng trắng, bảo vệ cho mình và Cao Tử Hạng phía sau. Nhưng ông ta lại không thể bảo vệ cho người của Cao Tử Hạng đưa đến. Sát khí ánh vàng lập tức bao trùm lên những người khác. Lý Dục Thần còn đang giúp Đinh Hương loại trừ hết tà khí hồn dáng trong cơ thể, những hồn dáng sót lại đã làm ô nhiễm hồn phách của Đinh Hương, nếu không loại trừ sạch sẽ, một khi dung hợp với hồn phách của cô ấy, thì vô cùng rắc rối. Thấy Tào Cha Lý thả ra kim cổ Mạn Đồng, Lý Dục Thần nổi giận, một tay che chở Đinh Hương, một tay khác vung về phía sau, một làn cương khí tỏa ra, bao trùm trên đầu những người khác. Nhưng sự việc diễn ra đột ngột,
Cương khí của anh vẫn chậm một chút, một vệ sĩ của Cao Tử Hạng đưa đến đứng gần Tào Cha Lý nhất, cương khí chỉ chùm đến một nửa thân người anh ta, một nửa thân người còn lại đã bị sát khí của Cổ Mạn Đồng ăn mòn. Chỉ thấy kêu lên một tiếng thảm thiết. Nửa bên cơ thể người này bắt đầu bị ăn mòn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Quần áo rách từng mảng rơi xuống, giống như tro giấy, bay khắp không trung. Làn da cũng mau chóng mất nước, nhăn nhúm, khô cằn. Sau đó bắt đầu lột rơi xuống giống như than cháy. Cuối cùng lộ ra xương trắng. Xương trắng cũng dần dần biến sắc, có thêm từng mảng nấm mốc. Vậy là xuất hiện một cảnh vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Một người đứng ở đó, nửa bên thân thể vẫn như bình thường, mặc vest và áo sơ mi, nửa bên lại là khung xương trắng đang bị mốc. Nửa bên mặt còn lại, cơ thịt méo mó, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ và bất lực. Ha ha ha, Tào Cha Lý cười hung dữ, xem các người có thể bảo vệ được mấy người. Kim Thánh Đồng Tử, giết. Tào Cha Lý chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Ánh vàng trên người Cổ Mạn Đồng tỏa mạnh ra, bùa chú màu vàng giống như một đàn kiến màu vàng, tỏa ra bốn phía. Sát khí bắt đầu lan ra ngoài cửa sổ. Vạn Sơn Lâm kinh hồn bạt vía. Nơi này là sân bay, Cao Tử Hạng lợi dụng quan hệ đã mời hết khách ra khỏi phòng nghỉ ngơi phòng VIP. Một khi để sát khí của Cổ Mạn Đồng phóng ra ngoài, lan đến sảnh chờ của sân bay, thì sẽ là một thảm họa. Cổ Mạn Đồng cũng không ít thấy ở Nam Dương, giống như nuôi quỷ nhỏ, là thuật dáng đầu thường thấy. Nhưng loại kim Cổ Mạn Đồng này cực kỳ hiếm thấy, là cực phẩm trong thuật dáng đầu, thông thường chỉ có đại sư dáng đầu cấp cao biết thuần dưỡng, hơn nữa, phải tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể nuôi được. Vạn Sơn Lâm dù thế nào cũng không ngờ, Tào Cha Lý lại có một kim Cổ Mạn Đồng. Lúc này, Vạn Sơn Lâm chỉ có một ý nghĩ. Không thể để sát khí Cổ Mạn tỏa ra, không thể để người vô tội chết. Tao liều mạng với mày. Vạn Sơn Lâm hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, trường lực mạnh mẽ, giống như sóng lớn đập vào bờ, đập rẽ đôi sát khí trước người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thân hình ông ta bỗng vụt lên, giống như mũi tên rời khỏi cung tên, trong tay ông ta lại có thêm một con dao găm đâm thẳng đến Tào Cha Lý. Vạn Sơn Lâm không chắc chắn giết chết được kim Cổ Mạn Đồng, dù sao thứ này vốn không phải vật sống, không sợ tấn công vật lý. Ông ta hiểu được đạo lý bắt giặc bắt vua trước, bắn người bắn ngựa trước. Chỉ cần giết Tào Cha Lý, kim Cổ Mạn Đồng sẽ là vật vô chủ, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng, Tào Cha Lý cũng không phải loại vừa, thấy ông ta tấn công đến, thế không thể ngăn, lùi lại một bước, miệng niệm đọc một câu gì đó. Chỉ thấy kim Cổ Mạn Đồng đó, đột nhiên nhảy lên, tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một hư ảnh, ngăn trước người Tào Cha Lý. Con dao găm của Vạn Sơn Lâm đâm trúng tim của kim Cổ Mạn Đồng. Dao găm đâm vào, lưỡi dao sắc bén. Phụt phụt một tiếng, đâm đến tận chuôi. Vạn Sơn Lâm tự biết không ổn, vội vàng giữ người lại, rút dao ra. Chỉ thấy con dao đó, phần lưỡi dao đâm vào cơ thể của kim Cổ Mạn Đồng lại đã mục rũa. Tay của Vạn Sơn Lâm run lên, con dao rào rào rơi một đống rỉ sét xuống đất. Trong tay ông ta chỉ còn lại một chuôi dao. Cũng may vừa nãy giữ lại, nếu không, lần này, e rằng tay của ông ta cũng sẽ nát thành bã. Ha ha ha, Tào Cha Lý cười điên cuồng, họ Vạn kia, ông còn có bản lĩnh gì? Ha ha ha, Thánh Kim Đồng Tử, giết ông ta cho tôi. Đúng lúc này, mấy điểm hàn quang bắn đến, phụt phụt bắn lên thân thể của kim Cổ Mạn Đồng. Kim Cổ Mạn Đồng đang định lao đến Vạn Sơn Lâm, cơ thể đột nhiên dừng lại, từ không trung rơi xuống, bốp một tiếng rớt xuống đất. Tào Cha Lý kinh hãi, nhìn sang Lý Dục Thần. Nhưng thấy Lý Dục Thần vẫn bình tĩnh rút châm ngũ hành từ trong huyệt bách hội của Đinh Hương, dáng vẻ rất chuyên tâm, gần như thờ ơ với việc xảy ra bên này. Tào Cha Lý nhất thời không dám chắc chắn, vừa nãy có phải là trò quỷ của Lý Dục Thần hay không? Gã ta ngồi xổm xuống, kiểm tra kim Cổ Mạn Đồng. Thánh Kim Đồng Tử, Thánh Kim Đồng Tử, Tào Cha Lý gọi. Vạn Sơn Lâm nhìn cũng thấy kỳ lạ. Nếu kim Cổ Mạn Đồng là của Tào Cha Lý nuôi thành, giữa gã ta và Cổ Mạn Đồng phải có tâm ý tương thông, trên người Cổ Mạn Đồng xảy ra chuyện gì, hắn phải cảm nhận được, vốn không cần phải gọi như vậy. Nếu kim Cổ Mạn Đồng không phải do gã ta nuôi dưỡng thì sao gã ta có thể sử dụng được chứ? Hơn nữa còn là từ Nam Dương đến Hoa Hạ.
Lý Dục Thần lấy linh hồn tà ác bám vào cơ thể Đinh Hương ra rồi đưa linh hồn của cô ấy trở lại cơ thể. Anh lấy một viên đan dược ra rồi đút vào miệng Đinh Hương, nhẹ giọng nói, ngồi ở đây, nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa chúng ta sẽ về nhà. Đinh Hương khe khẽ ừ, rồi nghe theo lời anh tựa vào ghế, nhắm hai mắt lại. Lý Dục Thần từ từ xoay người, nhìn về phía Tào Cha Lý. Lúc này, Tào Cha Lý vô cùng nôn nóng. Gã ta ngồi bên cạnh Kim Cổ Mạn Đồng bấm tay niệm thần chú. Từng tiếng chú của gã ta vang lên, toàn thân Kim Cổ Mạn Đồng lóe sáng, phù chú được khắc trên bề mặt động đậy, đến cơ thể của nó cũng thế. Nhưng mà, nó giống như bị một luồng lực lượng không thể nhìn thấy bằng mắt thường nào đó trói buộc, không tài nào trốn thoát. Trán Tào Cha Lý toát mồ hôi. Gã ta quay đầu nhìn về phía Lý Dục Thần, rít lên, là mày. Là mày đã giở trò. Nói cho tao biết, mày đã làm gì hả? Lý Dục Thần bước tới chỗ tên bảo vệ chỉ còn lại nửa người kia, khẽ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua nửa khuôn mặt, khép con mắt vô thần còn sót kia lại. Sau đó, Lý Dục Thần xoay người nhìn chằm chằm vào Tào Cha Lý. Trong mắt anh tóe lửa, sát khí trên người tỏa ra hừng hực. Lũ tà ma ngoại đạo chúng bây làm điều tà ác ở Nam Dương cũng thôi đi, vậy mà dám đưa loại ác linh này đến Hoa Hạ nữa. Ông Cao, ông Vạn, bây giờ tôi tuyên án tử hình gã ta, hai người có ý kiến gì không? Sở dĩ Lý Dục Thần hỏi một tiếng là vì sợ Cao Tử Hạng và Vạn Sơn Lâm cần giữ người sống, dù sao việc này còn liên can đến việc tranh đấu giữa nhà họ Cao và Hồng Môn. Thật ra bọn họ đều đã biết kẻ đứng sau là ai, không còn gì cần hỏi nữa. Tôi không có ý kiến gì, Cao Tử Hạng nói. Vì dân trừ hại, lòng người hả hê, Vạn Sơn Lâm nói. Tốt lắm. Lý Dục Thần gật đầu rồi nhìn về phía Tào Cha Lý. Tào Cha Lý hơi sợ hãi, run giọng hỏi, rốt cuộc mày là ai? Là người con của Hoa Hạ. Lý Dục Thần đáp, bây giờ, mày có thể chết rồi. Tào Cha Lý cười cuồng loạn nói, ha ha ha, mày tưởng mình giết được tao sao? Khuôn mặt gã ta vặn vẹo, trong miệng phát ra những tiếng kêu quái dị, bỗng nhiên gã ta tự đâm dao vào bụng mình. Gã ta há miệng. Phun ra một con rết khổng lồ dài hơn 1 mét. Con rết lao ra, bay thẳng tới chỗ Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cười khẩy, một tay tung trưởng, đứng từ xa chém xuống. Phịch, thanh đao rơi xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một vết đao dài 2 mét, sâu khoảng 1 tấc. Mà con rết đang lơ lửng giữa không trung kia bị đao khí bổ ra thành 2 phần, rớt xuống mặt đất rồi chậm rãi biến thành một đống nước đen tuyền. Tào Cha Lý hét thảm, phun ra một ngụm máu tươi. Đây chính là bản mạng cổ của gã ta, vậy mà nó lại bị Lý Dục Thần chém dễ dàng như thế, đến bản thân gã ta cũng bị trọng thương. Vì sao? Tào Cha Lý không cam tâm mở to mắt nhìn Lý Dục Thần, khàn giọng quát. Lý Dục Thần cười khinh miệt nói. Mày dám đem theo Kim Cổ Mạn Đồng nhập cảnh, không coi người Hoa Hạ bọn tao ra gì sao? Đất trời mênh mông, pháp thuật vô biên, chút tà thuật vặt vãnh của Nam Dương chúng bây đều được tổ tiên Hoa Hạ bọn tao chơi chừa lại đó. Hôm nay, tao sẽ cho mày biết thế nào là tiên thuật chính tông của Hoa Hạ. Anh vươn tay ra chỉ một ngón tay vào Tào Cha Lý. Định, cơ thể Tào Cha Lý bỗng nhiên đứng im tại đó, giữ một loại tư thế kỳ quái, không chút nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt gã ta vẫn còn sống, ánh lên sự sợ hãi mãnh liệt. Lên, cơ thể cứng ngắc của Tào Cha Lý từ từ bay lên rồi tới giữa không trung. Diệt, ngay khi Lý Dục Thần vừa dứt lời. Ngón tay anh cũng chỉ theo. Tào Cha Lý đang lơ lửng giữa không trung mấy chốc đã thu nhỏ, giống như lực đẩy xung quanh nhiều hơn gấp mấy trăm lần, khiến cho cơ thể gã ta bị ép lại. Chỉ chốc lát sau, cả cơ thể gã đã bị ép thành một cục. Phụt! Cơ thể biến mất chỉ còn lại quần áo lượn lờ trong không gian rồi phiêu đãng bay xuống. Vạn Sơn Lâm thấy thế thì khiếp hãi. Ông ta cũng là người tu võ, coi như là một nửa tu hành. Nhưng ông ta chưa bao giờ thấy loại pháp thuật thần kỳ như thế. Còn có cả một chém trong không trung kia của Lý Dục Thần lúc nãy nữa, dưới cái nhìn của ông ta, đây là món nghề của tông sư võ đạo. Nhưng tông sư võ đạo có thể thi triển cả pháp thuật định, khởi, diệt kia sao, còn có thể khiến một không gian nhỏ đổ sụp ư. Cao Tử Hạng cũng vô cùng kinh ngạc. Ông ta đã từng thấy sự lợi hại của Lý Dục Thần rồi, nhưng lúc này vẫn vượt qua sự tưởng tượng của ông ta. Thật may mắn làm sao khi người như vậy không phải là kẻ địch của nhà họ Cao.
Lý Dục Thần bước tới bên cạnh kim cổ mạn đồng trên mặt đất. Anh vung tay lên, thu hồi châm ngũ hành được găm vào cơ thể kim cổ mạn đồng. Khi châm ngũ hành được thu hồi, kim cổ mạn đồng được trả tự do, nó lập tức dương nanh múa vuốt, lao tới chỗ Lý Dục Thần. Bàn tay anh nhấn một cái trên không trung, kim cổ mạn đồng đứng khựng lại. Mày vốn là một đứa bé đáng thương, bị tà thuật làm hại, bị người khác sai xử, có oán hận sâu sắc, nay tao giải thoát cho mày, mong kiếp sau mày sẽ được làm một đứa bé vui vẻ. Kim cổ mạn đồng kia nghe vậy, mặt nó mỉm cười, rồi lại đau khổ như đang giãy giụa trước gì đó. Tao biết mày là song sinh tử, còn có một đứa ở Nam Dương, tâm ý tương thông với nhau. Yên tâm đi, tao sẽ giải thoát cho cả hai. Lý Dục Thần vừa nói vừa vuốt ve trong không trung, trấn an cảm xúc của kim cổ mạn đồng. Đốt cháy. Trên người kim cổ mạn đồng bùng lên một ngọn lửa. Dưới ánh lửa hừng hực, phù chú nổ tung như pháo hoa. Bột vàng kim trên người cổ mạn đồng từ từ chảy xuống, lộ ra làn da khô héo cháy đen của nó. Bột phấn chảy xuống để lộ ra một thi thể trẻ con đã bị cháy đen. Đây không phải là do Lý Dục Thần hỏa thiêu mà nó vốn là vậy. Đứa bé này đến với thế gian còn chưa kịp nhìn ngắm dáng vẻ của thế giới thì đã bị người ta luyện hóa rồi. Lửa càng lúc càng mãnh liệt hơn. Ánh lửa phản chiếu sự phẫn nộ ẩn chứa trong gương mặt bình tĩnh của Lý Dục Thần. Anh nói với ánh lửa, khinh nhờn người Hoa Hạ, dù có xa đến đâu cũng phải diệt. Tại Nhã Kinh ở Đại Mã xa xôi, trong một căn biệt phủ xa hoa. Có một vài người trông giống nhà sư đang hành lễ với một pho tượng Bồ Tát. Trong lòng Bồ Tát có ôm một đứa bé trai màu vàng. Bỗng nhiên, trên người đứa bé đó bốc cháy. Thánh kim đồng tử cháy rồi. Cả lũ kinh hãi, đồng thanh niệm chú, giải dương chi cam lộ. Nhưng lúc này, lửa càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã lan đến Bồ Tát. Cả bọn từ trong ngọn lửa dữ dội kia thấy được một gương mặt mơ hồ thoáng qua. Một giọng nói truyền tới. Khinh nhờn người Hoa Hạ, dù có xa đến đâu cũng phải diệt. Máy bay hạ cánh rồi cất cánh tại sân bay. Ánh sao trên bầu trời và ánh sáng ngọn hải đang giao hòa. Trong sảnh chờ người qua kẻ lại. Nhân gian bận rộn mà tĩnh lặng. Ai biết được dưới bề mặt bình yên ấy lại ẩn chứa bao nhiêu cuồng phong. Tào cha Lý đã chết, kim cổ mạn đồng được siêu độ. Bọn họ đi về hướng không người. Ninh Hương chưa từng đi máy bay, đây là lần đầu tiên cô ấy đến sân bay nên rất muốn thấy dáng vẻ của máy bay khi cất cánh. Lý Dục Thần bèn dẫn cô ấy lên mái nhà của sân bay. Sân bay đóng kín mọi chỗ, người bình thường không thể nào đi lên được. Nhưng điều này không làm khó được Lý Dục Thần. Bọn họ ngồi trên nóc nhà vòng cung, gió lạnh ban đêm thổi tới khiến người ta vô cùng thoải mái. Một chiếc máy bay đang đậu ở phía trước, hành khách lục tục lên khoang. Xe chở đồ sáng lên như bọ cánh cứng đi qua đi lại. Trên đường băng, máy bay bay lên bay xuống giống như một con hạc tiên đang nhảy múa dưới ánh sáng. Ninh Hương ôm chặt hai đùi, cằm tựa vào đầu gối, ánh mắt cô ấy long lanh, gương mặt rạng rỡ đầy hạnh phúc. Tình cảnh nguy hiểm vừa trải qua kia không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy. Chỉ cần Lý Dục Thần và Mã Sơn ở đây, cô ấy đã cảm thấy rất hạnh phúc, cảm thấy thế giới mới đẹp làm sao. Cô ấy biết hai người bọn họ, nhất là Lý Dục Thần không phải là người bình thường và đã định làm những việc phi thường. Khoảng thời gian gần đây quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng cô ấy chưa bao giờ hỏi. Có vài việc không nên biết là tốt nhất. Có lẽ sẽ có người cho rằng cô ấy ngốc nghếch. Nhưng cô ấy nguyện ngốc nghếch như vậy, hưởng thụ sự tốt đẹp của thế gian này. Cô ấy không ngang bướng, sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện lớn của hai người họ. Bởi vậy, ngồi ngắm cảnh trên mái nhà một lát, cô ấy hít một hơi thật sâu rồi nói, anh Dục Thần, chúng ta đi thôi. Lý Dục Thần dẫn cô ấy xuống lầu. Cao Tử Hạng và Vạn Sơn Lâm đang chờ bên ngoài. Bọn họ vô cùng kính nể Lý Dục Thần, anh không đi bọn họ cũng không dám đi. Cậu Lý, cậu lại cứu tôi một lần nữa, không biết phải tạ ơn cậu thế nào đây. Cao Tử Hạng nói, tôi đại diện cho bản thân mình, cũng đại diện cho thái độ của nhà họ Cao. Sau này cậu Lý có gì sai bao thì cứ việc, chúng tôi sẽ dốc hết sức làm theo. Lý Dục Thần cười nói, lần này là tôi cảm ơn ông mới đúng, là ông giúp tôi chặn đứng tên Tào cha Lý, cứu đứa em Đinh Hương của tôi. Không sao, đây là việc tôi phải làm. Cao Tử Hạng nói xong, Vạn Sơn Lâm cũng bước lên, khom lưng nói, cậu Lý,
lão vạn tôi đây cũng đại diện Hồng Môn cảm ơn cậu và đó cũng là lòng tôn kính của bản thân tôi nữa. Lý Dục Thần mỉm cười nói, tôi nghe nói ở nước ngoài có không ít bô lão của Hồng Môn vẫn luôn hướng về Hoa Hạ, mong ông hỏi thăm bọn họ giúp tôi. Tất nhiên rồi. Vạn Sơn Lâm nghe Lý Dục Thần nói vậy, mặt mày rạng rỡ trông vô cùng vui vẻ. Cậu Lý, pháp thuật cậu vừa thi triển kia thật khiến tôi đây mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng dâng cao chí khí của người Hoa Hạ chúng ta. Khinh nhờn người Hoa Hạ, dù có xa đến đâu cũng phải diệt. Nghe cậu ấy, người cao tuổi như tôi cũng nhiệt huyết sôi trào muốn tung hoành lần nữa, nhưng bởi vì vài nguyên nhân đặc biệt, những người Hồng Môn lưu lạc ở nước ngoài đã chịu biết bao nhiêu ức hiếp. Vạn Sơn Lâm thở dài, nhắc đến chuyện cũ lòng ông ta có chút thổn thức. Lý Dục Thần biết Hồng Môn có rất nhiều chi nhánh, trải dài cả thế giới, Vạn Sơn Lâm là bô lão của Hồng Môn nên chắc sẽ khá hiểu về tình hình ở nước ngoài, anh bèn hỏi. Ông Vạn, ông có biết gì về tình hình của Huyền Hàng Môn không? Biết chút ít, Vạn Sơn Lâm nói, Huyền Hàng Môn là môn phái lớn bậc nhất Nam Dương, tổng bộ ở Nhã Kinh, môn chủ là Fatima, trước kia bà ta có danh xưng là nữ vua Tùng Lâm, bây giờ cực kỳ nổi tiếng ở Đại Mã, tín đồ đông đảo, mọi người đều gọi là thần nữ Đại Mã. Nghe bảo bà ta tu luyện cả về Phật lẫn Pháp, tu vi cực kỳ thâm sâu. Cảnh giới cụ thể là gì đến tôi cũng không rõ lắm. Tôi cũng có nghe nói đôi chút về vu môn ở nước ngoài, nhưng bọn họ không đến Hoa Hạ. Lý Dục Thần nói, lần này Huyền Hàng Môn phái vài tên nhập cảnh chỉ vì đối phó với ông Cao hay sao? Vạn Sơn Lâm đáp, cậu của Tào Cha Lý, Giang Long Huy, là người phụ trách Hồng Môn ở Nam Dương, đến nay vẫn luôn muốn tranh đoạt quyền lực ở Hồng Môn. Mà mối quan hệ giữa nhà họ Cao và Hồng Môn rất thâm sâu, luôn hỗ trợ tài chính cho nhau. Tào Cha Lý đối phó với nhà họ Cao chắc là do Giang Long Huy sai bảo. Nhưng mà đây là mục đích chính gã nhập cảnh hay là bị kéo vào thì không biết được. Lý Dục Thần gật gù nói, nhà họ Cha ở Hải Thành hoạt động sôi nổi ở Nam Dương nhỉ, qua lại với chi nhánh Vu Môn ở Nam Dương Âu cũng là điều bình thường. Nhưng lần này Huyền Hàng Môn phái ba người đến đây, ngoại trừ Tào Cha Lý ở Tiền Đường, hai người còn lại đều đến nhà họ Cha ở Hải Thành, điều này không hợp lý. Vạn Sơn Lâm trầm ngâm nói, tôi nghĩ đến một chuyện, có lẽ. Chuyện gì? Đợt trước tôi ở Bắc Mỹ có nghe được một tin. Nói rằng có người đang liên hệ với các giáo phái khắp nơi, dự định hợp tác với nhau đối phó với Huyền Môn của Hoa Hạ. Đối phó với Huyền Môn của Hoa Hạ ư, Lý Dục Thần nhướng mày, tin chuẩn không? Chắc là khá đáng tin, Vạn Sơn Lâm nói, người của bọn họ đến tìm anh trai tôi, Vạn Thời Quân, ngỏ ý hy vọng Hồng Môn gia nhập. Bọn họ cam đoan sau khi thống trị Hoa Hạ sẽ để cho Hồng Môn bá chủ giang hồ, làm lũng đoạn thị trường chợ đêm Hoa Hạ. Việc này đã bị anh trai tôi từ chối. Nhưng Hồng Môn không kiên cố như bê tông cốt thép, tuy anh trai của tôi là người cầm đầu nhưng cũng không thể khống chế hết các chi nhánh. Chẳng hạn như Giang Long Huy của chi nhánh Nam Dương không thèm nghe lệnh anh trai tôi. Tôi nghi ngờ rằng Giang Long Huy đã hợp tác với bọn họ, rất có thể Huyền Hàng Môn cũng can thiệp vào đó. Biết người cầm đầu là ai không? Lý Dục Thần hỏi. Hình như là Thái Dương Thánh Giáo. Thái Dương Thánh Giáo. Đây là một giáo phái mới nổi. Bắt nguồn từ đoàn kỵ sĩ thánh điện cổ xưa, Vạn Sơn Lâm giải thích, giáo phái này rất bí ẩn, giờ tôi không quá hiểu biết về bọn họ, nhưng có thể khẳng định rằng thực lực bọn họ rất mạnh, thế lực đã thẩm thấu vào trong các giáo phái chính đạo ở các quốc gia rồi. Tôi đã hiểu. Lý Dục Trần thấy thông tin này rất quan trọng, cần phải truyền về đỉnh Thiên Đô, nói cho sư phụ biết. Nếu đúng là có âm mưu nhắm vào Huyền Môn Hoa Hạ thật thì phải ngăn cản bằng được. Cảm ơn ông Vạn. Tin tức của ông rất đúng lúc. Mong rằng sau này có thể giữ liên lạc, có tin gì thì lập tức báo cho tôi biết. Tinh thần Vạn Sơn Lâm phấn khởi nói, tôi cũng là con dân Hoa Hạ, đây là việc tôi phải làm. Cậu Lý cứ yên tâm, tuy rằng tôi không có sức mạnh, nhưng bảo vệ Huyền Môn, gìn giữ non sông Hoa Hạ chúng ta, tôi nguyện làm hết sức. Tôi tình nguyện trở về thuyết phục anh trai của mình, sau này chỉ cần cậu Lý ra lệnh, anh em Hồng Môn sẽ vượt núi đao biển lửa giúp đỡ, quyết không chối từ. Lý Dục Thần trở về Ngô Đồng cư ở thành phố Hòa, còn về chuyện của nhà họ Cha ở huyện Hải Thành thì giao cho Lang Dụ Văn điều tra. Anh gọi điện thoại cho Lang Dụ Văn, bảo anh ta chuyển lời cho cha Võ Anh rằng cho dù ở Nam Dương phát triển tốt thế nào thì nhà họ Cha vẫn luôn ở Hoa Hạ. Cha Võ Anh là người thông minh, chắc sẽ nghe hiểu câu đó thôi. Giúp trụ làm ác chính là tự hủy đi gốc rễ của mình, cuối cùng chỉ hại chính bản thân.
Mãi đến chiều hôm sau Lang Dụ Văn mới trở về. Kết quả đàm phán giữa anh ta với nhà họ Cha rất thuận lợi, đến cả Lý Dục Thần cũng cảm thấy bất ngờ. Ý định của Lý Dục Thần là để cho cha Võ Anh đền bù chút tiền, trợ giúp đôi chút cho tập đoàn Kinh Lý vừa mới phát triển. Cha Võ Anh bảo có thể bồi thường 200 triệu, con số này đã vừa lòng Lý Dục Thần quá rồi. Cái này coi như nhà họ Cha đã chuộc tội. Nếu không, dựa vào những gì cha Minh Huy và lại Xa Xa gây ra đã đủ khiến bọn họ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Lang Dụ Văn báo cáo lại cho Lý Dục Thần, 200 triệu đã chuyển vào tài khoản, ngoài ra, cha Võ Anh còn đồng ý lấy một phần tài sản và hạng mục ở thành phố Hòa và tiền đường chuyển qua danh nghĩa tập đoàn Kinh Lý. Chuyện này đề cập tới bất động sản, cửa hàng bách hóa, nhà hàng và rất nhiều ngành khác. Tôi tính toán sơ thì tổng giá trị đã vượt qua 300 triệu, Lang Dụ Văn hưng phấn nói cách khác, bây giờ tập đoàn Kinh Lý đã có tài sản hơn 300 triệu. Đây là tài sản thật, không phải đánh giá vào giá trị. Nếu dựa vào đánh giá giá trị thì có lẽ giờ đã vượt qua 500 triệu. Lý Dục Thần rất bất ngờ. Từ 200 triệu biến thành 300 triệu, cha Võ Anh đang nghĩ gì thế? Chắc chắn sợ anh rồi, nhưng ông ta đã đồng ý cái giá 200 triệu, cho dù bày tỏ thái độ, lập trường của mình thì cũng không thêm nhiều như vậy. Anh không thể không nghi ngờ Lang Dụ Văn đã dùng cách nào đó. Nhưng mà anh không cần lo lắng. Lang Dụ Văn không có võ công, lại càng không biết pháp thuật, nếu không cũng sẽ không kiêng dè mấy ông chủ lớn ở Giang Đông kia mà chạy đến Thân Châu nương nhờ nhà họ Trần. Anh ta là thần đồng kinh doanh, thủ đoạn chắc vẫn nằm trong phạm vi kinh doanh. Lý Dục Thần cũng không tính điều tra cụ thể. Chuyện khác, đây là thỏa thuận ngầm giữa hai người họ. Qua chuyện này, Lý Dục Thần càng thấy rõ hơn năng lực của Lang Dụ Văn. Không biết anh ta đã dùng cách gì bắt cha Võ Anh nôn ra 300 triệu, nhưng chỉ riêng việc trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều tài sản như vậy đã rất giỏi rồi. Mà Lang Dụ Văn thấy được sự tín nhiệm của Lý Dục Thần dành cho mình. Không hỏi gì cả chính là sự tín nhiệm lớn nhất. Nhưng Lý Dục Thần không hỏi không có nghĩa là Lang Dụ Văn sẽ không nói. Anh ta biết rõ thân phận của mình, Lý Dục Thần mới là ông chủ của tập đoàn Kinh Lý. Cho dù Lý Dục Thần có muốn nghe hay không, hay là nghe có hiểu hay không, Lang Dụ Văn vẫn sẽ báo cáo tường tận về tình hình tài sản bây giờ và dự định tương lai cho Lý Dục Thần biết. Lý Dục Thần không có hứng thú với mấy thứ này, nhưng mà khi nghe Lang Dụ Văn nói rằng trong đống tài sản ấy còn có cổ phần công ty điện ảnh truyền hình trị giá 5 triệu thì bất giác nghĩ tới gì đó. Anh nhớ rằng Mã Sơn đã từng nhắc tới chuyện Phùng Thiên Minh có cổ phần ở công ty điện ảnh truyền hình, còn không ít nữa. Lần trước, tên Lưu Mặt Sẹo đến quán bar của chị Na gây chuyện chính là nhắm vào chú Minh do cổ phần của chú Minh đối với phim trường ảnh hưởng đến ích lợi của mấy ông chủ ngành truyền thông đứng sau lưng Lưu Mặt Sẹo. Chú Lang, Lý Dục Thần học theo xưng hô của Trần Văn Học gọi Lang Dụ Văn, anh tính xử lý cổ phần phim trường thế nào? Tim Lang Dụ Văn đập thình thịch. Lẽ nào cậu chủ đang giả vờ không dành chuyện kinh doanh ư? Sao nhiều hạng mục tài sản như vậy lại cố tình hỏi cái đó? Quả thật cổ phần phim trường không dễ xử lý. Trông nó trị giá 5 triệu nhưng thật ra tác dụng không lớn lắm. Lợi nhuận của phim trường không cao nên hoa hồng được chia cũng có hạn. Tác dụng của phim trường nằm ở chỗ kiểm soát chuỗi sản nghiệp ở giới giải trí, nhưng nghiệp vụ chính của tập đoàn Kinh Lý không nằm ở giới giải trí, và lại 5 triệu cổ phần này cũng khá ít. Tôi có biết sơ sơ, cuộc chiến tranh giành quyền khống chế phim trường rất kịch liệt, có mấy ông chủ truyền thông nhằm khống chế lưu lượng thông qua giới giải trí nên quyết tâm đoạt lấy phim trường, nhưng ông hai nhà họ Phùng chiếm phần lớn cổ phần của phim trường nên tôi nghĩ bây giờ là thời cơ tốt nhất để chuyển nhượng cổ phần. Cổ phần trị giá 5 triệu ấy tôi chắc rằng mình sẽ bán được giá 10 triệu. Lang Dụ Văn vô cùng tự tin nói. Lý Dục Thần suy tư một lát rồi hỏi, chú Lang, liệu tôi có thể xử lý khoản này hay không? Tất nhiên là được rồi, Lang Dụ Văn đáp. Lý Dục Thần nói, tôi muốn chuyển nhượng cổ phần qua cho Phùng Thiên Minh. Lang Dụ Văn gật đầu đáp, có thể giá bán cho ông hai nhà họ Phùng không bằng mấy ông chủ truyền thông kia nhưng nhà họ Phùng ở thành phố Hòa, nếu có thể tìm được hạng mục khác thì Âu cũng là lựa chọn không tồi. Lý Dục Thần lắc đầu nói, không phải bán mà là tặng. Lang Dụ Văn sửng sốt, tặng ư. Sao thế, tiếc à, Lý Dục Thần cười hỏi. Không ạ. Quyền sở hữu tài sản đều thuộc về cậu, tôi không tiếc gì cả, chẳng qua là tôi thấy khá khó hiểu thôi. Bởi vì tôi nợ ông ta. Lý Dục Thần gọi điện thoại nói chuyện cổ phần phim trường với Phùng Thiên Minh.
Chú Minh, chuyện so tài võ thuật lần trước đã khiến ông tổn thất ít nhiều rồi, chút cổ phần ấy coi như tôi bồi thường cho ông cứ coi đây là tâm ý của tôi. Phùng Thiên Minh vô cùng kinh ngạc, ông ta cứ tưởng Lý Dục Thần đang nói giỡn với mình. Cậu nói thật sao? Tất nhiên là thật rồi, ngày mai tôi sẽ phái người qua đó để bàn bạc cụ thể. Phùng Thiên Minh tin rồi, hứng khởi nói, gần đây, băng đảng kia luôn giở trò, không thu mua thì dùng mấy cổ đông nhỏ đối phó tôi. Cậu đã giúp tôi chuyện lớn rồi, đừng coi thường 5 triệu này, nó vừa giúp tôi nhiều hơn bọn họ một chút đấy. Lý Dục Thần cử Lang Dụ Văn đến gặp Phùng Thiên Minh. Tặng cổ phần công ty cũng thuộc về nghiệp vụ kinh doanh tất nhiên sẽ do Lang Dụ Văn phụ trách toàn bộ. Sau khi Lang Dụ Văn trở về đã khen ngợi nước cờ hay của Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cảm thấy rất kỳ diệu. Lang Dụ Thần báo cáo lại cho anh về cuộc trò chuyện giữa mình và Phùng Thiên Minh, cả hai rất vui vẻ còn dẫn anh ta đến gặp anh trai ông ta, gia chủ của nhà họ Phùng, Phùng gia chủ Phùng Nguyên Sinh. Ở nhà họ Phùng, Lang Dụ Văn trình bày đường lối phát triển của tập đoàn Kinh Lý, thuận tiện ký vài hạng mục hợp tác với bọn họ. Lang Dụ Văn hiểu rõ rằng cho dù là nhà họ Cha hay nhà họ Phùng thì đều vì Lý Dục Thần mới có thể đưa ra nhiều điều kiện hợp tác ưu đãi như vậy. Còn về phần tài năng kinh doanh của anh ta cũng chỉ có tác dụng dệt hoa trên gấm mà thôi. Nền tảng của tập đoàn Kinh Lý vẫn luôn là Lý Dục Thần. Từ khi tập đoàn Kinh Ký lên sàn đến nay mới vài ngày mà đã sở hữu tài sản vài tỷ và nhiều xí nghiệp lớn khác. Lang Dụ Văn nhìn thấy được một tương lai tươi sáng đang chờ đón họ. Thậm chí, anh ta còn nghĩ rằng mình không cần phải quay về Giang Đông nữa. Có lẽ anh ta cứ tiếp tục đi theo cậu chủ Lý. Đi từ thành phố Hòa đến Tiền Đường, từ Nam Giang đến thủ đô, từ Hoa Hạ vươn tầm thế giới. Một lần nữa Lý Dục Thần lại có ánh mắt khác xưa với tài kinh doanh của Lang Dụ Văn. Anh ta đi tặng cổ phần công ty mà còn được tặng một đống hạng mục hợp tác về, chỉ có những người có tế bào kinh doanh mới làm được mấy việc này thôi. Anh yên tâm giao lại chuyện thương trường cho Lang Dụ Văn còn mình thì đến quán cơm thân dân. Bây giờ trên người anh còn có treo thưởng 100 triệu. Người muốn mạng của anh nối dài không dứt. Người ở trong giang hồ khó thể nào tránh khỏi bùn lầy. Mà quán cơm thân dân chính là một giang hồ thu nhỏ. Anh vào đó nói chuyện với bọn chị Mai. Chuyện giang hồ sẽ do giang hồ giải quyết. Quán cơm thân dân tiếp tục mở cửa kinh doanh như bình thường. Khi Lý Dục Thần bước vào quán cơm một lần nữa, thì bầu không khí đã trở nên kỳ lạ hơn trước rất nhiều. Ông chủ Vương vẫn cười hì hì như thế. Nhưng nụ cười đó lại chất chứa đôi phần cung kính, bớt đi chút trêu chọc. Sư phụ Vinh vẫn cầm muôi đứng trước cửa nhà bếp, trên mặt cũng là nụ cười tươi tắn. Tiểu Dương lại ưỡn ngực ngẩng đầu, như người lính được gặp tướng quân của mình. Chị Mai đích thân rót cho Lý Dục Thần một ly trà, ánh mắt dịu dàng đáng yêu mang theo đôi phần u oán. Chỉ có Đinh Hương là vẫn như trước, dù có chuyện gì xảy ra thì Lý Dục Thần vẫn mãi là anh Dục Thần của cô ấy. Lý Dục Thần không quen với bầu không khí này cho lắm, ngẩn người nhìn chén trà trước mắt. Cậu Lý, mời uống trà. Chị Mai cầm chén trà đưa lên miệng thổi nguội rồi đưa tới trước mặt Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nhận lấy, nhấp một ngụm. Chị Mai, chúng ta vẫn giữ mọi thứ như xưa đi, mọi người gọi tôi là Tiểu Lý thôi, anh đặt chén trà xuống, nói. Chị Mai thở một hơi thật dài, có những thứ không thể quay trở lại được. Trải qua đêm hôm đó. Cậu chính là cậu Lý, hay có thể gọi là Đại sư Lý, Lý Tiên Nhân, không thể nào trở về làm Tiểu Lý được nữa. Dừng, tôi không phải Đại sư, cũng chưa có thành tiên, Lý Dục Thần nói, dù không phải là Tiểu Lý, thì chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Thật sự có thể làm bạn ư, ánh mắt chị Mai lóe lên vẻ chờ mong. Ông chủ Vương đằng sau quầy cùng với sư phụ Vinh ở cửa bếp cũng lẳng lặng đứng đó, mặt mũi cương cứng, như thể tất cả bọn họ đều đang chờ một đáp án. Tất nhiên là được rồi, Lý Dục Thần nói. Chị Mai nghiêm túc nhìn anh, dường như đang muốn kiểm chứng điều gì đó. Nụ cười lại xuất hiện trên mặt ông chủ Vương và sư phụ Vinh, ẩn chứa thêm đôi chút vui mừng. Tiểu Dương lại trở nên xúc động hơn, ánh mắt nhìn Lý Dục Thần mang theo vẻ sùng bái và vinh quang. Lý Dục Thần cũng nhìn chị Mai. Chị Mai bỗng nhiên thở phì một tiếng, nở nụ cười. Bà ta nói, được rồi. Chị tin là chị không nhìn lầm cậu, cũng tin rằng bọn này đã đưa ra lựa chọn toàn chính xác. Lý Dục Thần khó hiểu nói, lựa chọn chính xác gì? Có cả lựa chọn sai lầm nữa hả? Chị Mai nói, đêm hôm qua,
Chúng tôi đã bàn bạc với nhau rất lâu, là ở lại hay là rời đi. Đi, thì giang hồ rộng lớn, đường đi phía trước hết sức mờ mịt, không biết phải đi về đâu. Ở lại, thì sẽ về dưới trướng cậu Lý, làm chó săn, hay là làm bạn, đó cũng là hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Lý Dục Thần cười ha hả. Anh cảm thấy mấy người này quá đáng yêu, lại còn bàn suốt cả một đêm vì chuyện này. Chó săn hay là bạn? Ha 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 ha, Lý Dục Thần cười tâu toét, lâu rồi tôi không được vui đến như vậy. Nếu như mọi người là chó săn, thì trước đó khi làm việc ở đây tôi là cái gì? Chó của chó à? Anh vừa nói xong, thì bầu không khí trong quán cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. Mọi người cũng cười rộ lên. Tới gần giữa trưa, quán cơm bắt đầu trở nên bận rộn. Lý Dục Thần cũng như bình thường, ở trong quán phụ giúp cùng với Đinh Hương. Thấy dáng vẻ Lý Dục Thần lau bàn, rửa bát, quét rác, thì chị Mai và ông chủ Vương lại liếc nhìn nhau, ánh mắt đó đầy vẻ vui mừng. Sau khi bận rộn xong, sư phụ Vinh dùng hết sức bình sinh, nấu mấy món sở trường của mình. Lý Dục Thần, Đinh Hương, chị Mai, ông chủ Vương, sư phụ Vinh cùng với Tiểu Dương, mọi người đều tụ lại một chỗ ăn uống, nói chuyện, cười đùa như người trong nhà. Sư phụ Vinh uống mấy chén rượu, không nhịn được bắt đầu chém gió từ Nam sang Bắc. Ông chủ Vương chế nhạo, nói, được rồi, cũng chỉ là nấu ăn ở thủ đô vài năm, theo sư phụ đến nhà họ Lý ăn ké mấy bữa cơm thôi mà, cậu Lý thật sự ở ngay trước mặt đây, đừng có chém gió nữa, chém một hồi chém bay cả mặt mũi bây giờ. Lúc này, sư phụ Vinh không phản bác lại như bình thường nữa, chỉ trừng mắt nhìn ông chủ Vương một cái, sau đó bưng chén rượu lên cụng vào chén Lý Dục Thần. Cười xấu hổ nói, hì, tôi uống vào hưng chí nên nói đùa ấy mà, cậu đừng để ý nha. Lý Dục Thần biết bọn họ đang ngờ ngợ về thân phận của anh, chỉ là không dám nói rõ, cười nói, nếu như tôi nói tôi là người của nhà họ Lý ở thủ đô thật, mọi người có tin không? Mấy người họ cùng sửng sốt, nhìn Lý Dục Thần. Chỉ có Tiểu Dương nói tin, anh nói gì tôi cũng tin, anh nói anh là thần tôi cũng tin. Hôm đó Tiểu Dương thật sự được mở mang tầm mắt. Chỉ có cậu ta chứng kiến hết toàn bộ quá trình Lý Dục Thần một đường càn quét nhà họ cha. Tia sét cuối cùng đó tuy là khá chấn động nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi, sao mà sánh bằng sự kích động liên tục ập đến với cậu ta trong khoảng thời gian dài như thế được. Sư phụ Vinh vỗ mạnh một cái vào đầu Tiểu Dương, mắng, lắm miệng thế nhỉ. Tiểu Dương rụt cổ lại, nói tôi tin thật mà. Lý Dục Thần nói, được rồi, nếu chúng ta đã là bạn bè thì tôi cũng không gạt mọi người làm gì. Tôi chính là người của nhà họ Lý ở thủ đô, nhưng tôi cũng mới biết được thân phận của mình gần đây thôi. Tôi sinh ra không được bao lâu thì nhà họ Lý đã gặp nạn, gần như biến mất khỏi thủ đô chỉ trong một đêm. Từ nhỏ tôi đã sinh sống và lớn lên ở thành phố Hòa, xem như thoát được một kiếp. Hiểu biết của tôi về nhà họ Lý đó có lẽ còn không nhiều bằng sư phụ Vinh. Sư phụ Vinh nói, thảo nào, trước đó mỗi lần nhắc đến thủ đô, nhắc đến nhà họ Lý cậu lại để ý tới vậy. Còn hỏi tôi cái này cái kia, khi đó tại sao tôi lại không nghĩ tới việc cậu là người nhà họ Lý nhỉ? Ông chủ Vương nói, với cái đầu làm bằng mỡ heo chỉ biết nấu ăn như ông thì nghĩ tới chuyện đó mới là lạ ấy. Sư phụ Vinh nói, xí, làm như ông nghĩ tới chuyện đó vậy ấy. Trong đầu tôi có mỡ heo, còn hơn là ông luyện chu sa trường, trong đầu chỉ có mạt sắt. Lý Dục Thần thấy họ bắt đầu có xu hướng cãi nhau thì vội vàng chen vào, nói, sư phụ Vinh. Ông còn biết gì về nhà họ Lý ở thủ đô không, nếu có xin hãy kể cho tôi biết. Sư phụ Vinh lắc đầu nói, cái đó thì không có, trừ buổi yến tiệc tôi theo sư phụ đến tham dự hôm đó, thì tất cả đều là tin vịt. Ông chủ Vương nói, ông ta mà biết thì đã nói từ lâu rồi, làm gì có chuyện chờ tới hôm nay. Sư phụ Vinh tức giận nói, ít nhiều gì tôi cũng từng được tới đó, ông có không? Ông chủ Vương nói, tôi đâu có cần chém gió, tôi tới đó làm gì? Hai người lại ầm ĩ lên. Lý Dục Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía chị Mai. Cũng chỉ có chị Mai mới đưa hai người đàn ông này vào nề nếp được. Chị Mai không thèm để ý bọn họ, hỏi, cậu Lý này, sắp tới cậu có kế hoạch gì không? Lý Dục Thần nói, nhà họ Lý bị giết trong một đêm, thù này tôi nhất định phải báo. Đáng tiếc, kẻ thù là ai tôi còn không biết, ông cụ Lâm cho tôi một lời đề nghị, để tôi vực dậy nhà họ Lý. Chỉ có nhà họ Lý lên như diều gặp gió thì bọn họ mới có thể sợ hãi tìm tới. Tôi cũng sẽ biết được lý do tại sao khi xưa nhà họ Lý lại bị diệt môn, đó chính là bước tiếp theo của tôi.
Cậu cần chúng tôi hỗ trợ điều gì? Chị Mai chân thành nhìn Lý Dục Thần. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Vực dậy nhà họ Lý chỉ là mặt ngoài, đó là dương mưu, Lý Dục Thần nói, trong lúc đó, tôi còn cần thêm sự hỗ trợ từ bên ngoài giang hồ. Có một số việc chỉ có thể giải quyết bằng quy tắc của giang hồ. Tôi không có nhiều bạn bè trong giang hồ, có lẽ mọi người chính là những người thân thiết nhất của tôi. Chị Mai gật đầu, ánh mắt đầy sự ấm áp. Ông chủ Vương và sư phụ Vinh cũng thôi cãi nhau, nghiêm túc nhìn Lý Dục Thần. Tiểu Dương nói, Lý Dục Thần, anh cứ nói đi, qua núi đao xuống biển lửa, dù chết cũng không chối từ. Sư phụ Vinh lại vỗ vào đầu Tiểu Dương một cái, nói cậu Lý, Tiểu Dương nói hơi quá lời nhưng ý nghĩa trọng tâm cũng không sai. Cậu có ân cứu mạng chúng tôi, còn là bạn bè với nhau. Chết ngàn lần thì không dám hứa nhưng cái mạng này thì chắc chắn có thể bỏ được. Ông chủ Vương gật đầu, chẳng mấy khi thấy ông ta đồng ý với sư phụ Vinh. Lý Dục Thần cười nói, cái gì mà sống với cả chết, chỉ là tôi thấy mọi người có kinh nghiệm trên giang hồ nhiều hơn tôi, nên sau này chuyện trong giang hồ mọi người hãy xử lý giúp tôi. Chẳng hạn như quán cơm này, có thể biến nó thành một trạm trao đổi tin tức trên giang hồ. Ý cậu là... chúng tôi có thể giúp cậu thu thập tin tức trên giang hồ ấy hả? Ông chủ Vương hỏi. Không chỉ thu thập tin tức, mà còn thả tin ra ngoài, thay tôi truyền lời ra ngoài. Lý Dục Thần nói, tôi vừa nhận được một tin tức, ở nước ngoài đang có các bang hội, giáo phái lén lút bắt tay với nhau để đối phó huyền môn hỏa hạ chúng ta. Những chuyện như thế, chúng ta phải là người nhận được tin tức trước tiên, cũng phải thể hiện được tiếng nói và thái độ của chúng ta ra ngoài. Ông chủ Vương và sư phụ Vinh chưa kịp phản ứng thì chị Mai đã nói theo. Được, chúng ta sẽ đổi tên cái quán này thành Giang Hồ. Sau khi được Lý Dục Thần chữa trị, Lâm Vân nhanh chóng khỏe mạnh trở lại, bắt đầu luyện tập võ công trong Ngô Đồng Cư. Trong khoảng thời gian qua, nhà họ Lâm cũng đã hồi phục chút nguyên khí. Trần Văn Học công khai tuyên bố việc hợp tác với nhà họ Lâm. Từ khi nhà họ Viên thông báo phong sát nhà họ Lâm, thì đây cũng là lần đầu tiên có người hợp tác với nhà họ. Vấn đề là, nhà họ Viên còn không thể trách móc hay ý kiến gì về người này, bởi vì đó chính là nhà họ Trần ở Thân Châu. Sau đó, lại có thêm một tập đoàn kinh lý từ đâu xuất hiện, mở họp báo công khai ở thành phố Hòa, tuyên bố sẽ đầu tư vào rất nhiều dự án và công khai đối tác của họ, trong đó có nhà họ Lâm. Từ trước tới nay mọi người chưa từng nghe thông tin gì về tập đoàn này. Sau khi điều tra, thì họ từ thủ đô đến, vừa đăng ký không lâu, còn bối cảnh sâu xa thế nào, ông chủ là ai thì vẫn mù mờ không rõ. Chỉ biết tổng giám đốc tên là Lang Dụ Văn. Người có một số ý đồ lại điều tra thêm về Lang Dụ Văn. Không xem thì thôi, biết rồi lại thấy hoảng hốt. Đó chính là kỳ tài trong giới kinh doanh, từng một thời giấy lên sóng gió ở Giang Đông, khuấy đảo cả thương trường Giang Đông, cuối cùng khiến cho tất cả những kẻ máu mặt nhất ở đó phải liên hợp lại để chèn ép anh ta. Lang Dụ Văn. Lang Dụ Văn quay trở lại rồi. Chính là Lang Dụ Văn đó ấy hả? Nhưng sao anh ta không ở Giang Đông, mà chạy đến Nam Giang làm gì? Anh ta về Giang Đông bằng niềm tin à? Cả giới nhà giàu Giang Đông đều không muốn chứa chấp anh ta, nếu dám quay về đó, e là anh ta không thể sống quá 3 ngày. Nghe nói Lang Dụ Văn không phải chủ, chỉ là người làm công. Ai mà lại dám thuê anh ta nhỉ? Tập đoàn kinh lý này rốt cuộc là ai? Ai mà biết, chắc chắn là hào môn thế gia nào đó ở thủ đô đến giành thị trường phía Nam rồi. Mũi của dân kinh doanh còn thính hơn cả mũi chó, bọn họ có thể ngửi thấy hướng gió từ trong sương mù. Những người từng rời xa nhà họ Lâm sau khi nhà họ Viên thông báo phong sát đều quay trở về để hợp tác với họ. Một chân đạp hai thuyền, luôn là sở trường của bọn họ từ trước tới nay. Lâm Thượng Nghĩa tranh thủ cơ hội này, bảo Lâm Thu Thanh triệu tập một buổi họp mặt gia tộc. Cũng thông báo, nếu không tham gia cuộc họp lần này thì sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả mọi lợi ích của nhà họ Lâm từ nay về sau. Từ nay đoạn tuyệt quan hệ. Vì thế, thân thích và người trong gia tộc họ Lâm lại như những con chó đói bỏ nhà đi đã lâu, phe phẩy đuôi quay trở về. Lý Dục Thần lại xuất hiện trong cuộc họp gia tộc. Lúc này đây, không một ai dám lên tiếng dị nghị. Giết chết cha con Lâm Lai Phong cùng với vợ chồng Viên Quốc Thành, dùng thủ đoạn như chém đinh chặt sắt cứu lấy người nhà họ Lâm một mạng, từng đó thôi là đủ để anh cho bản thân mình một chỗ ngồi tít đằng trước, gần bài vị tổ tiên nhà họ Lâm trong từ đường. Đương nhiên, Lý Dục Thần không yêu cầu như thế, nhà họ Lâm có cho anh cũng không ngồi.
anh chỉ ngồi ở vị trí phía sau, dành riêng cho con cháu cùng với Lâm Mộng Đình, chờ cuộc họp lướt đến đoạn anh cần phải đứng lên phát biểu. Trong cuộc họp của gia tộc, Lâm Thượng Nghĩa kể tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra gần đây, nhất là chuyện gia đình Lâm Lai Phong. Cũng đề nghị loại bỏ hai nhà Lâm Lai Phong và Lâm Lai Nghi ra khỏi gia phả. Lần trước chỉ xóa tên của Lâm Lai Phong và Lâm Thiếu Hằng, lần này lại có thêm Lâm Lai Nghi và Lâm Thiếu Bình. Người đã chết, lời đề nghị đó cũng không có ai phản đối. Những người từng thân thiết với Lâm Lai Phong cũng giữ im lặng, biến thành người ngồi yên lắng nghe, hoặc chuyển hướng sang nịnh bợ Lâm Thu Thanh. Với khốn cảnh mà nhà họ Lâm gặp phải thời gian gần đây, Lâm Thượng Nghĩa bày tỏ sự xin lỗi, cũng tạ tội trước mặt tổ tiên. Sau đó mời gia chủ Lâm Thu Thanh lên bục. Đầu tiên, ông ta tự phê bình bản thân mình, cũng bày tỏ mình là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho tình trạng khó khăn mà nhà họ Lâm gặp phải, sau đó vẽ ra một tương lai đầy triển vọng sắp tới, nói rằng nhà họ Lâm chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn lần này, đi lên đỉnh cao của thời đại. Từ đường lặng ngắt như tờ, không có người nào vỗ tay. Lời ông cụ nói, mọi người đều nể nang đôi phần, nhưng lời Lâm Thu Thanh nói thì không có ai phản ứng. Không một ai tin tưởng lời ông ta nói. Không ai tin tưởng nhà họ Lâm có thể bò lên lại cái đỉnh cao kia trong khi bị nhà họ Viên phong sát. Có thể duy trì được, mỗi năm cho họ chút lợi nhuận thì cũng không tệ rồi. Có người đứng ra nói, nơi này là từ đường, chúng ta đều là người một nhà, ông cũng đừng nói mấy lời sáo rỗng đó làm gì nữa. Nhà họ Lâm đang trong tình trạng thế nào, ông biết rõ hơn chúng tôi. Dù nhà họ Trần và tập đoàn Kinh Lý hợp tác với nhà họ Lâm thì cũng không thể thu hồi được 1/10 thị trường chúng tôi tổn thất. Đúng vậy, nhà họ Viên liên tục phong sát thế này, chúng tôi kinh doanh bình thường thôi cũng không được. Các dự án của nhà họ Trần và tập đoàn Kinh Lý đều rơi vào tay mấy người, còn chúng tôi thì sao? Lâm Thu Thanh, ông là gia chủ, ông không thể bo bo giữ cho mỗi nhà mình được. Mọi người đều hiểu, nhà họ Viên mà không bỏ phong sát thì lấy đâu ra cái đỉnh để leo lên, nói gì đến tương lai phía trước. Hay là ông nhường vài dự án mình vừa ký được ra đây, hoặc là nhượng lại một ít cổ phần công ty của nhà ông đi, xem như ông có chút thành ý. Nếu không thì dứt khoát tới nhà họ Viên xin lỗi cầu hòa đi, hai nhà vốn là xui ra, sao lại biến thành nước với lửa như thế? Cái gì mà xui với ra, ông bị ngu rồi hả, con trai bảo bối của người ta chết trong nhà họ Lâm chúng ta. Đổi lại là ông thì ông có thể hòa giải được không? Nhưng hung thủ lại không phải người nhà họ Lâm chúng ta. Lời đó vừa nói ra, từ đường lại nhanh chóng trở về yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần im lặng ngồi đó, nhìn xung quanh một vòng. Chạm vào ánh mắt anh, sau đó chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Lâm Mộng Đình ngồi bên cạnh Lý Dục Thần tức đến mức phổi cũng sắp nổ tung. Cô có thể nhìn thấy sự lạnh lẽo, nhạo báng và vui sướng khi người gặp họa hay thậm chí là thù hận trong ánh mắt những người đó, thứ duy nhất không có chính là sự biết ơn. Là Lý Dục Thần cứu lấy cả nhà họ Lâm. Lâm Mộng Đình chính là người trong cuộc. Cô không bao giờ ngờ được, người trong nhà mình, thân thích của mình đa số đều là kẻ máu lạnh như thế, chỉ nhìn chằm chằm vào những lợi ích mình được nhận. Lâm Mộng Đình muốn đứng dậy, nói vài lời đòi lại công bằng cho Lý Dục Thần. Bỗng nhiên, một bàn tay cầm lấy tay cô. Cô cúi xuống nhìn, là Lý Dục Thần. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, một dòng nước ấm từ tay truyền đến. Tim Lâm Mộng Đình bỗng lệch nhịp. Cô quay đầu, nhìn thấy ánh mắt vững vàng và ấm áp của Lý Dục Thần. Lúc này, lại có người nói, tôi cảm thấy giảng hòa với nhà họ Viên cũng là một ý hay, cứ nói hung thủ không phải người nhà họ Lâm, không liên quan đến chúng ta. Hơn nữa bọn họ cũng đã treo giải lên. Đâu đó cả trăm triệu mà. Họ cũng không đòi chúng ta giao người, chứng tỏ chuyện này có thể thương lượng. Nhận được rất nhiều tiếng hưởng ứng. Đúng đó, tôi cũng thấy làm thế khá ổn. Đúng vậy, nhà họ Viên cũng không phải dạng ngang ngược không nói đạo lý, ai làm thì kẻ đấy chịu thôi. Lý Dục Thần cảm thấy thời điểm đó đã đến, bèn chậm rãi đứng dậy. Hay là thế này, mọi người cứ trói tôi lại đưa đến nhà họ Viên đi, còn được lấy 100 triệu đấy. Ánh mắt của anh đảo qua, những người vừa mở miệng lúc nãy đều cúi đầu. Nhưng Lâm Mộng Đình biết rõ, họ cúi đầu không phải vì xấu hổ, mà vì sợ hãi. Sợ kẻ vô học mà nổi điên lên, máu lại chảy thành sông. Trong mắt bọn họ, Lý Dục Thần cũng chỉ là một kẻ vô học mà thôi. Lâm Thu Thanh nhìn Lâm Thượng Nghĩa,
ông cụ gật đầu. Lâm Thu Thanh thở dài. Cuối cùng cũng phải đi đến bước đường này. Ông ta nhìn một vòng, những người ngồi đầy từ đường. Hàng trăm con cháu nhà họ Lâm, các chi, các nhánh đều tập trung ở nơi này. Lâm Thu Thanh cũng biết rõ, đám người này chỉ có thể cùng hưởng phúc, không thể chung hoạn nạn. Đã đến lúc phải lọc người rồi. Trong tổ huấn của nhà họ Lâm có một điều răn dạy mà chỉ có người thừa kế cùng với tộc trưởng mới biết được, đó chính là khi gia tộc có nguy cơ tồn vong, là tộc trưởng, điều ông ta phải làm không phải là đoàn kết lòng người, mà là tranh thủ lọc người. Đuổi hết những kẻ mang tư lợi cá nhân mà bỏ quên nhân nghĩa đi, chỉ có như vậy thì những người còn lại mới có thể đoàn kết lại được, lúc này gia tộc mới có thể phát triển đi lên. Trên thực tế, cứ cách vài chục năm, những chuyện như thế lại diễn ra một lần. Một khi gặp phải nguy cơ, cả gia tộc đoàn kết một lòng, nhất trí đối ngoại chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và phim truyền hình. Sự thật là, đây chính là lúc nội gián và rất nhiều con sâu làm giàu nổi canh lộ mặt ra. Nếu không, một gia tộc phát triển mấy trăm năm như họ, vốn đã đủ sức chống lại một số quốc gia nhỏ rồi. Lâm Thu Thanh đứng dậy, cất cao giọng nói, các vị, hôm nay còn một chuyện nữa, tôi muốn bàn với mọi người. Đó cũng là đề xuất của cậu Lý. Lý Dục Thần đây, tôi và bố cũng đã thương lượng và cảm thấy chúng ta đủ sức thực hiện. Lâm Thu Thanh dừng lại một chút, hắng giọng. Nhà họ Lâm chúng ta, chuẩn bị tuyên chiến với nhà họ Viên. Cái gì? Tuyên chiến với nhà họ Viên? Điên rồi chắc. Trong từ đường lập tức ồn ào. Nỗi chấn kinh trong lòng mọi người còn nhiều hơn so với lúc trước nhà họ Viên tuyên bố phong sát nhà họ Lâm. Trừ số ít người biết chuyện này. Trong lòng những người khác đều có chung một suy nghĩ. Điên rồi. Lý Dục Thần điên rồi. Lâm Thu Thanh điên rồi. Ông cụ cũng điên rồi. Lý Dục Thần, tôi biết cậu đánh rất giỏi, có giỏi thì cậu đánh đến nhà họ Viên đi, đó là cậu lợi hại. Cậu bản lĩnh, nhưng cậu hiểu kinh doanh không? Cậu biết một khi thương trường quyết chiến, có nghĩa là gì không? Đúng thế, cậu biết thực lực của nhà họ Lâm và nhà họ Viên cách xa nhau bao nhiêu không? Tuyên chiến với nhà họ Viên, cậu tưởng là chuyện đùa hả? Lâm Thu Thanh, ông cũng điên rồi phải không? Đề nghị như này mà ông cũng nói ra được. Lý Dục Thần không hiểu kinh doanh, ông cũng không hiểu hả? Đúng thế, tuyên chiến với nhà họ Viên, chẳng phải là tìm cái chết mà. Nghe thấy những người này ông một câu, tôi một câu, Lâm Thu Thanh giơ hai tay, lòng bàn tay khẽ ấn nhẹ xuống, ra ý bảo mọi người trật tự. Các vị có từng nghĩ, tại sao nhà họ Viên không tuyên chiến với chúng ta, mà phong sát chúng ta không? Là họ có thiện ý ư? Đương nhiên không phải, nhà họ Viên đang dùng nước ấm nấu ếch, giết địch 1.000, tự tổn thất 800. Nếu nhà họ Viên khai chiến với chúng ta, thì sẽ có tổn thất. Bọn họ muốn tránh tổn thất, muốn không tốn một binh một tốt, dồn nhà họ Lâm chúng ta vào chỗ chết. Các vị cam tâm mặc cho người ta thịt như vậy sao? Lâm Thu Thanh nói hết nước hết cái. Họ muốn không tốn một binh một tốt, muốn dùng nước ấm nấu ếch, chúng ta thì ngược lại, dứt khoát trực tiếp tuyên chiến, đây gọi là đánh bất ngờ, tấn công khi họ không phòng bị. Hừ, Lâm Thu Thanh, ông nói thì hay lắm, cái gì mà đánh bất ngờ, tấn công khi họ không phòng bị, ông đánh thắng được không? Đúng thế, ông cho rằng người nhà họ Viên đều mắc bệnh não đông máu, không biết phản kích sao. Cho dù người nhà họ Viên người nào cũng mắc não đông máu, chỉ cần hệ thống thương mại của họ vẫn vận hành bình thường, chúng ta cũng không có cơ hội thắng. Lâm Thu Thanh biết những người này nói đúng, nếu không có bất ngờ, không có sự hỗ trợ của bên ngoài, nhà họ Lâm không thể nào đánh thắng nhà họ Viên. Cuộc chiến thương mại của cả gia tộc không phải chỉ là dự án. Giống như đánh trận, một chiến dịch có bất ngờ, một cuộc đấu tranh của toàn diện phải dựa vào thực lực tổng thể, sẽ không có bất ngờ gì. Các vị, nghe tôi nói, lần này nhà họ Trần ở Thân Châu và tập đoàn Kinh Lý đã hợp tác với chúng ta. Thực ra đều là công lao của Dục Trần. Thế thì đã làm sao? Nhà họ Trần và tập đoàn Kinh Lý sẽ vì chúng ta mà trở mặt với nhà họ Viên chắc. Lý Dục Thần, cậu muốn thể hiện, đừng hại chúng tôi. Chuyện khoa huyễn. Cậu ta không phải là người nhà họ Lâm, có tư cách gì đề nghị. Chỉ vì đã giới thiệu cậu chủ nhà họ Trần hợp tác với chúng ta ư. Đúng thế, có bản lĩnh thì tự đánh, không hiểu thương trường thì đừng nói láo ở đây. Tóm lại tôi không đồng ý, có người kêu lên. Tôi cũng không đồng ý, có người hùa theo. Ai ngốc thì người đó đồng ý,
chê sống lâu quá hay chê nhiều tiền quá. Mọi người dâng lên cảm xúc phẫn nộ mạnh mẽ. Lâm Thu Thanh dần không kiểm soát được tình hình. Lâm Thượng Nghĩa đứng lên. Cái uy của ông cụ không phải là bề ngoài, ông cụ đứng lên, trong từ đường lập tức yên tĩnh. Thực ra hôm nay mở cuộc họp này, không phải là bàn bạc chuyện này. Ông cụ hơi dừng lại, nhìn quanh một vòng. Là tuyên bố. Sau khi cuộc họp gia tộc kết thúc, chúng tôi sẽ tuyên bố với bên ngoài. Lời của ông cụ trịnh trọng vang sáng, khẳng định chắc nịch. Ông cụ, không hợp quy tắc phải không? Cuối cùng có người lên tiếng, theo quy tắc trong tộc, chuyện này cần phải họp gia tộc bỏ phiếu quyết định. Chỉ có vượt hơn nửa số thành viên đồng ý, mới được thông qua, ở trước mặt liệt tổ liệt tông, làm sao ông có thể độc đoán chuyên chế như vậy? Lâm Thượng Nghĩa nói, đúng thế, quy tắc của gia tộc đúng là như vậy. Nhưng trong quy tắc gia tộc cũng có một điều, khi gia tộc đứng bên bờ sinh tử tồn vong, tộc trưởng có quyền đưa ra quyết định. Đương nhiên, các vị cũng có quyền rút lui. Sau khi chúng tôi tuyên bố khai chiến với nhà họ Viên, các vị có thể tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm. Như vậy, nhà họ Viên sẽ không tấn công những sản nghiệp mà các vị giữ cổ phần. Cả từ đường rơi vào tĩnh lặng đáng sợ. Không ai dám tin, ông cụ sẽ nói ra những lời như vậy. Qua một hồi lâu, mới có người giơ tay lên, sợ sệt nói một câu tôi rút lui. Cùng với một người dẫn đầu, thì liên tục có người tuyên bố rút lui. Họ đều không tin nhà họ Lâm có thể thắng được trong cuộc chiến này. Lâm Thu Phượng và Thẩm Minh Xuân vẫn đang thì thầm, hình như đang tranh cãi việc gì, sau đó, giọng của hai người càng lúc càng lớn. Thẩm Minh Xuân đứng bật lên nói, lần này khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được nhà tôi, lấy ra mấy dự án hợp tác lại với nhà họ Lâm. Nhưng các ông muốn khai chiến với nhà họ Viên, đúng là không thể hiểu nổi. Tôi không thể lấy số phận gia tộc nhà họ Thẩm ra mạo hiểm. Xin lỗi, ông cụ, con chọn rút lui. Ông ta nhìn sang Lâm Thu Phượng, Thu Phượng, em có đi cùng anh không? Lâm Thu Phượng rõ ràng tỏ ra vô cùng do dự, vẻ mặt rất đau khổ. Hồi lâu sau, cuối cùng bà ta cắn răng nói, Thẩm Minh Xuân, lần trước anh nói không thể đắc tội với nhà họ Viên, vì nhà họ Thẩm, vì tiền đồ của anh, em đã đồng ý, đi theo anh. Đó là vì nhà họ Lâm vẫn còn yên ổn, nhưng lần này, nhà họ Lâm bọn em quyết chiến một trận. Em cũng biết hy vọng mong manh, nhưng em không thể trơ mắt nhìn nhà họ Lâm diệt vong, em phải đứng cùng bố em, anh trai em. Anh đi đi, về nhà họ Thẩm của anh đi, em ở lại. Thẩm Minh Xuân nhìn bà ta, thở dài một hơi, dậm chân đi ra ngoài. Minh Xuân, Lâm Thu Phượng hiển nhiên không nỡ bỏ, đưa tay ra, muốn tóm lấy bóng lưng của Thẩm Minh Xuân. Cơ thể Thẩm Minh Xuân khẽ dừng một chút, nhưng không dừng bước chân, cũng không quay đầu, đi ra khỏi từ đường nhà họ Lâm. Lâm Thu Phượng hồn siêu phách lạc, khóe mắt rơi nước mắt. Lâm Nguyệt Nga đi đến ôm vai của bà ta, an ủi mấy câu bên tai bà ta. Lâm Nguyệt Nga và chồng Tôn Quảng Phúc từ đầu đến cuối chưa nói một câu, cũng không rời đi. Những người trong từ đường liên tục đi hơn một nửa, chỉ còn lại khoảng 1/3 số người. Lâm Thượng Nghĩa nhìn họ, trong mắt lại cũng lấp lánh nước mắt. Cảm ơn mọi người, ông cụ cúi thấp người, cảm ơn mọi người, trong lúc này còn có thể ở lại. Ông cụ, tôi cũng cảm thấy đây là thế cục chắc chắn sẽ thua, có người nói, nhưng tôi không đi, nhà họ Lâm không thể tan, một khi tan, thì cũng không tập trung lại được nữa. Hết tiền, có thể kiếm lại, nhưng lòng người mất thì không còn gì hết. Những người còn lại đều gật đầu. Ông cụ, nói kế hoạch của ông đi, cho dù không đánh bại được, chúng ta cũng phải cắn nhà họ Viên một miếng, không thể để họ ung dung thoải mái thắng trận này. Lâm Thượng Nghĩa gật đầu, nói trận chiến, đầu tiên cần một vị chủ soái, hôm nay, tôi sẽ bổ nhiệm Lý Dục Thần làm chủ soái. Thời gian này, trên dưới nhà họ Lâm, tất cả mọi người, tất cả tài nguyên, đều do cậu Lý điều động, bất kỳ ai cũng không được lấy bất kỳ lý do gì để chống lại hoặc giở trò, cho đến khi cuộc chiến với nhà họ Viên kết thúc. Ánh mắt của mọi người lại dồn lên Lý Dục Thần. Sau đây, mời cậu Lý tuyên bố kế hoạch hành động của chúng ta, Lâm Thượng Nghĩa nói. Lý Dục Thần hắng giọng, nói kế hoạch rất đơn giản, các vị chỉ cần kinh doanh bình thường, cố gắng trụ từ 1 đến 3 tháng là được. Hả, đây mà là kế hoạch gì? Trong lòng mọi người đầy nghi vấn, kể cả Lâm Thu Thanh, Lâm Thượng Nghĩa, thậm chí Nghiêm Tuệ Mẫn và Lâm Mộng Đình. Họ vô cùng hy vọng Lý Dục Thần có thể mang đến bất ngờ, ví dụ như hợp tác với nhà họ Trần, ví dụ như tập đoàn kinh lý đột nhiên xuất hiện,
nhưng Lý Dục Thần lại như không nghe thấy tiếng lòng của họ, chỉ tràn đầy tự tin nói. Nếu không có ý kiến khác, vậy thì tuyên chiến thôi. Lý Dục Thần không nói ra kế hoạch, không có nghĩa là anh không làm gì hết. Đầu tiên, anh đưa Lang Dụ Văn đến nhà họ Lâm, tổ chức bí mật gặp mặt với Lâm Thu Thanh. Dù sao cũng là cuộc chiến trong kinh doanh, phải có một người thực sự có năng lực kinh doanh đến đảm nhiệm chủ soái. Lý Dục Thần cũng biết mình biết ta. Còn Lang Dụ Văn, anh ta từng là kỳ tài kinh doanh một mình đối kháng trực diện với 10 hào môn Giang Đông, chắc chắn là lựa chọn thích hợp nhất. Qua một đêm gặp mặt, sau khi tìm hiểu phân bố sản nghiệp nhà họ Lâm, Lang Dụ Văn đề xuất một bộ phương án thương chiến hoàn chỉnh. Bộ phương án này khiến Lâm Thu Thanh khâm phục không thôi. Theo cách nói của ông ta, nhà họ Lâm có thể chống cự 1 đến 3 tháng. Nhưng vì có 2/3 số người rút khỏi gia tộc, dẫn đến chiến lực nhà họ Lâm bị giảm sút, thời gian có thể chống cự ngắn lại, thậm chí có khả năng 1 tháng cũng không chống cự được. Đã có Lang Dụ Văn dự trù lên kế hoạch, dựa vào bộ phương án này, ít nhất có thể đối phó nhà họ Viên 3 tháng trở lên. Lý Dục Thần cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Lang Dụ Văn giỏi đến trình độ này. Phải biết rằng, Lâm Thu Thanh là gia chủ của gia tộc lớn, năng lực kinh doanh thương mại cũng không có gì phải nghi ngờ. Phán đoán của ông ta sẽ chuẩn xác hơn Lý Dục Thần. Trần Văn Học đúng là đã tặng cho mình một bảo bối. Đội ngũ của Lang Dụ Văn chiêu mộ, người nào cũng rất lợi hại. Ngoài học lực và năng lực làm việc, người nào cũng cuồng công việc, dưới sự dẫn dắt của Lang Dụ Văn, làm việc ngày đêm không nghỉ. Họ đã không ở Ngô Đồng cư nữa, mà chuyển vào văn phòng tổng bộ tạm thời tập đoàn Kinh Lý. Căn nhà này là một trong sản nghiệp của nhà họ Cha chuyển sang, tòa nhà văn phòng cao cấp nhất sang trọng nhất thành phố Hoa, cả một tầng lầu. Từ lúc đội ngũ của Lang Dụ Văn chuyển đến, đèn điện của tầng 1 này cũng chưa từng tắt. Đương nhiên, Lang Dụ Văn trả lương rất cao cho đội ngũ của anh ta, đừng nói thành phố Hòa, Tiền Đường, cho dù ở Thân Châu hay thủ đô, mức lương như vậy cũng khiến người ta tặc lưỡi. Lý Dục Thần biết, nhưng không can dự. Người phi thường, phải dùng cách phi thường mới có thể giữ được. Anh hiểu đạo lý này. Ngoại trừ Lang Dụ Văn, Lý Dục Thần cũng có vài sắp xếp khác. Chỉ là có những việc còn sớm, giống như đánh bài, bài tốt phải ra sau cùng. Không thể để lộ con át chủ bài quá sớm. Nhà họ Lâm tuyên chiến với nhà họ Viên, đã gây lên làn sóng lớn cho cả Nam Giang. Nhà họ Lâm điên rồi chắc. Đây là điều thắc mắc của tất cả mọi người. Không ai tin, nhà họ Lâm thành phố Hòa có thể đánh thắng nhà họ Viên ở Tiền Đường. Sau khi nhà họ Lâm tuyên chiến, rất nhiều người trong tộc nhà họ Lâm và đối tác hợp tác cũng đều lên tiếng, tỏ ý rút khỏi nhà họ Lâm, hoặc là không còn hợp tác với nhà họ Lâm. Như vậy, nhà họ Lâm ngày càng sa sút. Biệt thự nhà họ Viên ở Tiền Đường. Gia chủ Viên Thọ Sơn nằm trên ghế mây mà ông ta thích nhất trong vườn hoa, tay cầm một chiếc quạt nan, nhẹ nhàng phe phẩy. Ánh nắng từ khe giàn thanh đằng chiếu xuống, tạo ra các điểm lốm đốm. Có mấy người đứng xung quanh ông ta, đều là thành viên chi chính của nhà họ Viên. Con trai cả Viên Nãi Minh cũng chính là anh trai của Viên Quốc Thành, khom người báo cáo nói. Theo thông tin mới nhất nhận được, tập đoàn Viên Châu cũng dừng hợp tác với nhà họ Lâm. Theo tính toán của chúng ta, những người và doanh nghiệp tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm cộng lại, ít nhất sẽ khiến nhà họ Lâm tổn thất 1/2 thực lực. Đối kháng trực diện với chúng ta, họ đúng là lấy trứng chọi đá. Còn có lòng tin, nhiều nhất 1 tháng, sẽ khiến nhà họ Lâm biến mất khỏi bản đồ thương mại Nam Giang. Viên Thế Kiệt, con trai của Viên Nãi Minh cười nói, kiến càng lay cổ thụ. Nực cười không biết tự lượng sức. Nhà họ Lâm không biết phát điên gì, lại dám công khai tuyên chiến với chúng ta. Lúc đó chú còn bảo con theo đuổi Lâm Mộng Đình, nói như vậy hai nhà thân càng thêm thân, đều có lợi cho mọi người. Không ngờ nhà họ Lâm không những không nhận ý tốt, còn hại chết chú và thím. Lần sau để con gặp Lâm Mộng Đình, con sẽ... Anh ta còn chưa nói hết, thì bị Viên Nãi Minh cắt ngang. Hừ, chú của con quá ngốc quá ngây thơ. Người nhà họ Lâm độc ác như rắn rết, đã hại chết chú của con, mối thù này, nhất định phải báo. Sau này đừng nhắc đến Lâm Mộng Đình nữa. Lần này, bố muốn nhà họ Lâm vạn kiếp không ngóc đầu lên nổi. Viên Thế Kiệt bị bố dạy bảo, cúi thấp đầu. Nghĩ đến Lâm Mộng Đình, vẻ mặt rất oán hận, trong lòng không cam tâm. Anh ta không hiểu, tại sao Lâm Mộng Đình lại lạnh nhạt với mình như vậy. Nghe nói cô đã lựa chọn tên Lý Dục Thần.
hung thủ giết người lớn lên bằng việc nhặt rác đó. Cục tức này, anh ta không nuốt nổi. Cho dù nhà họ Lâm phá sản, vạn kiếp không ngóc đầu lên được, anh ta cũng vẫn không nuốt nổi. Không giành được Lâm Mộng Đình, dù thế nào Viên Thế Kiệt cũng không cam tâm. Viên Thọ Sơn ngồi trên ghế mây, ghế đung đưa phát ra tiếng cót két. Viên Thọ Sơn nhẹ nhàng quạt mấy cái, hỏi các con có từng nghĩ đến, tại sao nhà họ Lâm lại đột nhiên tuyên chiến với chúng ta không? Viên Thế Kiệt nói, chắc chắn là đầu óc có vấn đề, muốn chết đây. Viên Nãi Minh trừng mắt nhìn con trai một cái. Câu trả lời ngu ngốc như vậy cũng có thể nói ra được, đúng là ngu dốt. Ông ta thực sự lo lắng, với cái đầu óc như này, tương lai làm sao kế thừa gia nghiệp, làm người kế thừa của một gia tộc lớn. Mấy trăm người trên dưới nhà họ Viên, đâu chỉ có một người muốn làm gia chủ. Viên Nãi Minh nói, bố à, con nghĩ, có lẽ là lệnh phong sát của chúng ta khiến nhà họ Lâm rơi vào đường cùng, cứ từ từ chết như vậy, chỉ bằng đánh cược một phen. Đây cũng coi là một lý do hợp lý, Viên Thọ Sơn gật đầu, nhưng Lâm Thượng Nghĩa đã già rồi, nghe nói thời gian trước bệnh tình nguy kịch, suýt chết. Lại thêm bố con Lâm Lai Phong gây chuyện, ông ta còn có thể còn lại bao nhiêu tâm sức. Còn về Lâm Thu Thanh, bảo thủ có thừa, can đảm không đủ, dựa vào ông ta, không dám đưa ra quyết định như vậy. Bố à, con nghe nói, lão già Lâm Thượng Nghĩa đó giao quyền chỉ huy tạm thời cho Lý Dục Thần, Viên Nãi Minh nói. Ồ, Viên Thọ Sơn mở to đôi mắt, nhìn dàn thanh đằng trên đỉnh đầu, Lý Dục Thần này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Các con có điều tra kỹ chưa? Điều tra rồi, anh ta sinh ra ở thành phố Hòa, từ nhỏ sinh sống bằng nghề nhặt rác. Sau này mất tích, gần đây mới trở về, nghe đồn là học nghệ trên núi. Đã học võ công, đánh rất giỏi. Chỉ đơn giản là đánh giỏi thôi sao, Viên Thọ Sơn hỏi. Ấy, Viên Nãi Minh do dự, tạm thời không điều tra được thông tin khác, chỉ là đánh giỏi, nhà họ Triệu và nhà họ Cha đều bị anh ta xông vào một lần. Tuy hai nhà miệng kín như bưng, nhưng vẫn có vài tin đồn truyền ra. Hừ, Viên Thế Kiệt không phục nói, nếu hắn có bản lĩnh thực sự, tại sao không xông vào nhà họ Viên? Viên Thọ Sơn nói, nếu thực sự chỉ là đánh giỏi, thì chúng ta không sợ. Có đánh giỏi đi nữa, có thể đánh được Tông Sư không? Tông Sư Trường Xuân là dượng của Nãi Minh con, có ông ấy, tiền đường không ai dám động võ với chúng ta. Viên Nãi Minh nói, bố à, con cảm thấy Tiểu Kiệt nó đúng, nếu Lý Dục Thần đó có bản lĩnh thực sự, khi chúng ta phong sát nhà họ Lâm, thì anh ta đã đến rồi. Đã không dám đến, cho thấy cũng không có gì đáng sợ. Vẫn phải cẩn thận, Viên Thọ Sơn nói, dạo này mí mắt cửa bố cứ giật liên tục, không biết là điềm báo gì. Trận chiến này, phải tốc chiến tốc thắng, cho dù tổn thất lớn một chút cũng không sao. Sau khi cuộc chiến thương mại kết thúc, đưa Lâm Thượng Nghĩa và Lý Dục Thần đó đến chỗ bố. Quốc Thành chết thế nào, bố phải bắt họ đền lại gấp trăm lần ngàn lần. Vâng, Viên Nãi Minh cúi người trả lời. Nhà họ Lâm và nhà họ Viên khai chiến, nhà họ Lâm rơi vào thế yếu toàn diện. Nếu không phải có Lang Dụ Văn tham gia, lúc này nhà họ Lâm có thể đã đổ ngã như domino rồi. Người của hai nhà cùng chìm vào trong bận rộn căng thẳng. Người ngoài cuộc cũng đang theo dõi, hy vọng có thể vớt được lợi ích từ trong chiến dịch này. Duy chỉ có Lý Dục Thần, mấy hôm nay lại rảnh rỗi. Anh dứt khoát gác cuộc chiến thương mại của hai nhà Lâm Viên sang một bên, chuyên tâm ở Ngô Đồng Cư, xây dựng, công trình. Đầu tiên, anh tiến hành cải tạo đơn giản bài trí của Ngô Đồng Cư. Sắp xếp trận pháp bên ngoài và bên trong. Sau đó, lại đặt thêm chậu hoa mai ở trong rừng cây hậu sơn. Trong nhà cũng để trống ra hai phòng, chuyên dùng để ngồi thiền. Như vậy, kẻ địch bên ngoài khó xâm phạm, cho dù có người rình mò, anh ta cũng có thể biết ngay lập tức. Ngô Đồng Cư từ tiền viện đến hậu viện, đều biến thành sân bãi luyện công. Lâm Vân và Mã Sơn sống ở Ngô Đồng Cư, hàng ngày đều luyện võ dưới sự hướng dẫn của Lý Dục Thần. Ngoài hai người họ, ba người chị Mai, ông chủ Vương và sư phụ Vinh cũng sẽ cứ cách ba năm hôm thay nhau đến, thỉnh giáo võ công với Lý Dục Thần. Họ đều là cao thủ đã thành danh, một khoái đao, một chu sa trưởng, một ám khí. Những mặt này, họ đã luyện đến thành thục, Lý Dục Thần cũng không có gì phải dạy. Nhưng họ đều luyện ngoại gia, không có căn cơ nội gia thâm hậu, luyện đến sau này, khoảng cách với cao thủ nội gia thực sự sẽ được thể hiện ra. Đây cũng là lý do tại sao họ không bằng Vương Tông Sinh, càng đừng nói đến Liễu Kim Sinh.
Lý Dục Thần dựa theo đặc điểm của họ, truyền thụ một bộ tâm pháp riêng cho từng người, bảo họ chuyên tâm luyện tập. Họ vốn có ngộ tính rất cao, lại có nền tảng, tập một chút đã tinh thông. Chỉ mấy ngày, võ công của họ đã tiến bộ vượt bậc. Bây giờ ba người họ liên thủ lại, có lẽ có thể không sợ Vương Tông Sinh. Tiểu Dương cũng đến luyện, nhưng nền tảng của Tiểu Dương hơi kém, cậu ta là đồ đệ của sư phụ Vinh, vì vậy phần lớn là sư phụ Vinh chỉ dạy, Lý Dục Thần thỉnh thoảng hướng dẫn một chút. Cùng luyện tập còn có Hứa Quốc Lập của Ngô Đồng Cư. Hứa Quốc Lập từng làm lính, chỉ vì sau khi bị thương, thiếu rèn luyện, đã qua hơn 20 năm, cơ thể tàn tạ. Được Lý Dục Thần điều dưỡng, chân của ông ấy đã khỏi hoàn toàn, sức khỏe ngày càng tốt hơn. Đặc biệt nhất là Đinh Hương. Cô ấy là thể ngũ âm, không thích hợp luyện võ, cũng không thích hợp học đạo pháp tu hành bình thường, nhưng cô ấy là hạt giống tốt tu hành vu thuật trời sinh. Vu thuật cũng là chính thống Hoa Hạ. Thủy tổ Phục Hy và nữ oa của Hoa Hạ chính là Đại Vu. Khi luyện vu thuật đến cấp cao nhất, không kém hơn bất kỳ tiên thuật đạo pháp nào. Chỉ là cổ vu chính tông sớm đã thất truyền, không lưu truyền chính đạo, dần dần biến thành rất nhiều tà thuật. Pháp thuật thiên đô, trăm con sông đổ về một biển, mạch cổ vu cũng sót lại trong đó, chỉ là rất ít người học. Lý Dục Thần chọn một số loại cơ bản cho Đinh Hương học. Còn thuật cổ vu thực sự, cần phải xem cơ duyên sau này của cô ấy. Ngoài Đinh Hương, đương nhiên Lý Dục Thần cũng sẽ không bỏ lại vợ chưa cưới Lâm Mộng Đình của mình. So sánh ra, Lâm Mộng Đình không có tư chất nghịch thiên như thể ngũ âm của Đinh Hương, không thích hợp nhập đạo tu hành. Nhưng lần trước sau khi bị Lâm Thiếu Bình hạ độc, Lý Dục Thần vi cứu cô, bế quan 3 ngày, giúp cô đả thông kinh kỳ bát mạch. Tương đương với bớt đi 10 năm xây dựng nền tảng so với người khác. Lý Dục Thần bắt đầu dạy cô một vài phương pháp hít thở và hướng dẫn nội khí cơ bản. Cuối cùng còn có một con nhím bạch kinh kinh. Được Lý Dục Thần dạy bảo, nó đã bỏ được tính hoang dã, từ từ bước vào tu hành chính quy. Nó cũng trở thành người có thuật pháp cao nhất, thực lực mạnh nhất ở Ngô Đồng Cư nếu không tính Lý Dục Thần. Có bạch kinh kinh ở đây, cho dù Lý Dục Thần rời đi mấy ngày cũng có thể yên tâm. Như vậy, Ngô Đồng Cư thực sự náo nhiệt. Tiền viện hậu sơn, trong nhà ngoài nhà, đều là người luyện công, ngồi thiền. Dì Tình lại bận tối mắt tối mũi, đun nước nấu cơm, bảo đảm dinh dưỡng cho họ. Lý Dục Thần nhìn tất cả, ấm lòng một cách kỳ lạ. Điều tốt đẹp giữa nhân gian, có lẽ chỉ là như này thôi. Mỗi khi hoàng hôn đến, Lý Dục Thần sẽ đến bên hồ Linh Sơn, trước mộ của ông nội. Những mảnh vụn ký ức hồi nhỏ hiện lên trước mắt, anh thường nghĩ, nếu ông nội còn sống thì tốt biết bao. Lý Dục Thần quyết định mua luôn mảnh đất bùn lầy này, sau này không cần dựa vào thể diện của Tiền Khôn, cũng có thể giữ được mộ của ông nội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.